À, chào các bạn, trong clip này thì mình sẽ làm một cái máy tính bằng Python ha các bạn. Mình làm cái máy tính đơn giản thôi, có phép cộng trừ nhân chia thôi. Và do cái này mình thu ở trên Windows, cái máy của mình không có cặp màn hình đó các bạn, cho nên là nhìn cái ảnh hơi mờ ha các bạn, cái hình nó hơi mờ, các bạn gắng cố gắng các bạn xem ha. Với trong quá trình thu thì mình không có lồng tiếng, giờ mình thu xong mình mới lồng tiếng, nên là các bạn gắng chịu khó các bạn xem ha các bạn. Rồi. Rồi, trong 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 quá trình mình làm thì mình có ghi chú, các bạn mình chỉ cần mình làm theo ghi chú là được.
Rồi, cảm ơn các bạn ha. Có chỗ nào mà các bạn chưa rõ thì các bạn có thể mình để lại bình luận ha các bạn. Rồi mình sẽ xem và mình trả lời các bình luận cho các bạn. Rồi cảm ơn các bạn ha. Các bạn nhớ subscribe giùm mình ha các bạn. Subscribe và like giùm mình. Rồi chia sẻ cho bạn bè mình cùng xem ha các bạn. Chào các bạn.